Chào các em, để chuẩn bị cho bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 môn giáo dục địa phương 7, cô có một số hướng dẫn như sau. Về nội dung của bài kiểm tra, các em sẽ học chủ đề 2, sắc màu ngôn ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Về hình thức của bài kiểm tra, chúng ta sẽ làm thực hành tại lớp. Đây là sản phẩm của cá nhân, trong thời gian là 45 phút. Về nội dung bài kiểm tra, các em sẽ tạo ra một sản phẩm sáng tạo về những câu nói hay, xây dựng lối sống thân thiện, tích cực để góp phần bảo tồn, phát triển ngôn ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Vẽ sơ đồ khái quát các đặc điểm tiêu biểu và các biện pháp bảo tồn, phát triển ngôn ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Bài kiểm tra sẽ được đánh giá trên hai phương diện, nội dung và hình thức. Trên đây là một số hướng dẫn của cô. Chúc các em làm bài đạt kết quả cao.